hé lộ chân dung và gia thế khủng bạn trai đại gia của Băng Di. Nữ diễn viên Băng Di đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc của tình yêu, là người kính tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng thời gian gần đây, Băng Di không ngần ngại công khai bạn trai Việt Kiều trên trang cá nhân. Người yêu của nữ ca sĩ là một doanh nhân Việt Kiều có tiếng ở Sài Gòn. Anh tên là Justin Chim, hiện đang là chủ của chuỗi nhà hàng quán bar ở quận Nhất. Đặc biệt, anh chàng còn là bạn rất thân của gia đình Tăng Thanh Hà và thân thiết với cả bạn trai Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Nữ diễn viên xác nhận cô và bạn trai quen biết nhau từ lâu, cặp đôi đã là bạn khoảng một năm trước khi chính thức hẹn hò cách đây vài tháng. Mới đầu tôi không có thích ảnh, ảnh cũng không có thích tôi. Anh ấy thích một người bạn của tôi, lúc đó tôi và nhóm bạn còn chọc anh với người bạn đó là hai người quen nhau đi. Nhưng mà hai người lại không quen mà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Sau đó một thời gian tôi và anh có nói chuyện nhiều hơn chút, thì tôi phát hiện là anh và tôi có nhiều cái giống nhau. Lúc này tôi thấy ảnh thích mình, tôi cảm nhận được nhưng không bao giờ thấy ảnh thổ lộ mà cứ im im, mà quan tâm mỗi khi gặp, Băng Di chia sẻ. Băng Di tiết lộ, tới một ngày thì anh và tôi cùng nhau có mặt trong một buổi tiệc, anh ấy vẫn quan tâm chăm sóc tôi như mọi lần. Nhưng hôm đó ảnh tiếp cận tôi nhiều hơn, quan tâm nhiều và rõ hơn nhưng vẫn mắc cỡ. Sau một hồi ảnh phải uống rượu mới có can đảm nói thật với tôi. Mà trời ơi, lúc đó tôi đâu có bất ngờ gì, tôi biết lâu rồi, nhưng lúc đó tôi thấy ảnh cũng dễ thương nên tôi đồng ý tìm hiểu thử. Bắt đầu đi chơi đi ăn vài lần, thấy ảnh hợp tính với tôi nên hai đứa bắt đầu hẹn hò. Băng Di cũng cho hay cô có gặp gia đình bạn trai nhưng cũng chưa tiếp xúc nhiều. Còn gia đình cô thì biết mối quan hệ này nhưng ba mẹ nữ diễn viên vẫn chưa gặp mặt con rể tương lai. Về tính chuyện lâu dài, Băng Di bộc bạch, chúng tôi cũng mới thôi nên để mọi thứ tự nhiên. Cũng chưa tính kết hôn gì vì tôi còn muốn chăm lo cho sự nghiệp cá nhân và anh cũng vậy. Cái cam kết duy nhất hiện giờ là cả hai đối xử với nhau thật tốt và làm cho cả hai hạnh phúc. Còn cưới xin thì còn phải tùy duyên, nói trước tôi sợ bước không qua. Xe 4 tỷ của Hoa hậu Thu Hoài bị cậu đi vì lấn chiếm lề đường. Sáng 28 tháng 2, chiếc Audi của Hoa hậu Phu Nhân 2012 bị Phó Chủ tịch Quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cậu bề phường vì lấn chiếm lòng lề đường. Hoa hậu Thu Hoài đi xe riêng tới cơ sở làm đẹp của chị ở đường Sương Nguyệt Ánh, Quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Quận Nhất dẫn đầu. Khi đi làm việc đã phát hiện xe hơi của quý bà đổ sai quy định, chắn ngang vỉa hè, nên lập tức cậu về phường Bến Nghé. Xe đầu vi phạm là lập biên bản không hoa hậu, hoa hiết gì hết. Ông Hải nói, khi được người dân cho biết, xe bị cậu đi là của Hoa hậu Thu Hoài. Xe của Hoa hậu Thu Hoài bị cậu về phường vào sáng 28 tháng 2. Chiếc xe sang đậu chắn ngang vỉa hè đường Xuân Nguyệt Ánh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Thu Hoài chụp cảnh đoàn kiểm tra của ông Hải đang làm nhiệm vụ cậu chiếc xe Audi của mình. Công an đang lập biên bản vi phạm chiếc xe sang của Hoa hậu quý bà. Công an giao thông dán niêm phong xe. Người nhà Hoa hậu quý bà giải thích nhưng không được lực lượng của ông Đoàn Ngọc Hải chấp thuận. Một chiếc xe cần cẩu ngay lập tức chạy đến trước cửa trung tâm thẩm mỹ. Khi được thông báo xe mình bị xử lý, Hoa hậu Thu Hoài từ trong thẩm mỹ viện vội chạy ra xem. Trao đổi với ngôi sao.net, quý bà cho biết việc đổ xe do tài xế riêng tự ý, chị đã vào trong văn phòng làm việc nên không hay biết xe đổ trên vỉa hè. Xe tôi đổ sai quy định, bị cẩu về phường là đúng nên tôi không có ý kiến gì. Chiều nay tôi sẽ lên phường đóng tiền phạt và xin mang xe về, Thu Hoài nói. Ông Đoàn Ngọc Hải thông tin, phí nộp phạt mỗi chiếc xe vi phạm là 750.000 đồng và chi phí cẩu xe là 900.000 đồng. Tổng cộng một chiếc xe bị cẩu sẽ phải chịu phạt là 1,6 triệu. Ngoài ra xe lưu kho thêm ngày nào thì tính tiền ngày đó. Chiếc xe sang bị cẩu đi của Hoa hậu Thu Hoài trị giá 4 tỷ đồng. Người đẹp thường di chuyển bằng xế hộp màu trắng này khi đi sự kiện hoặc đi làm. Hoa hậu là một trong những người đẹp thành đạt giàu có của showbiz Việt. Tài sản của chị gồm nhiều bất động sản giá trị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Xinh đẹp như công chúa, Lan Ngọc tình tứ ôm và xoa bụng Chí Tài. Cùng đảm nhận vai trò MC cho hội ngộ danh hài, Lan Ngọc và Chí Tài đã khiến khán giả bất ngờ khi liên tục có những cử chỉ thân thiết.
Tập 11 Hội Ngộ Danh Hài vừa lên sóng với sự góp mặt của các nghệ sĩ chí tài Ninh Dương Lan Ngọc, Trường Giang, Trương Thế Vinh, Thanh Duy, Thùy Trang, Đô Phước Thịnh, Quế Trân và Hữu Quốc. Cô cám Ninh Dương Lan Ngọc đồng hành cùng chí tài trong vai trò MC. Chí tài mời cô đóng một vai độc ác hơn cám là vai dì ghẻ. Ninh Dương Lan Ngọc liền đáp, tuy mặt em thánh thiện nhưng em rất thích đóng vai ác. Lan Ngọc xinh đẹp và gợi cảm trong chiếc váy xanh lấp lánh. Trong lúc giới thiệu tiểu phẩm sân khấu riêng, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện tình bạn trong sáng với chí tài bằng cách ôm người thân mật và xoa bụng chọc ghẹo anh. Tiết mục đầu tiên Hội Ngộ Danh Hài tập này là màn trình diễn của chí tài Thùy Trang với liên khúc Chiếc Áo Bà Ba, bài ca Đất Phương Nam. Nô Phước Thịnh thể hiện bài hát như phút ban đầu, dưới sân khấu các fan Nô Phước Thịnh cùng mở đèn led và hát theo thần tượng của mình. Nhóm hài Khánh Nam mang đến chương trình tiểu phẩm hài Từ Giả Lưu Linh. Bối cảnh đầu tiên của tiết mục là hai người đàn ông ngồi nhậu và kể khổ, nói xấu vợ. Hai người vừa uống vừa trò chuyện rằng, chim khôn chọn cành mà đậu, gái khôn chọn mấy thành nhậu mà nhờ. Vì quá mê nhậu nên hai người đã để vợ bỏ về quê mà không thèm đối hoài đến nữa. Khánh Nam trong vai chú ba xuất hiện khuyên hai anh chàng này bỏ rượu về quê, rước vợ lên sống cùng. Hai anh này thách thức thi đấu hát và đối thơ với chú ba. Nếu chú ba thắng thì hai anh sẽ nghe lời. Cuối cùng hai anh chàng này phải chào thua, chịu bỏ nhậu để chú ba Khánh Nam đi năn nỉ đưa vợ con về nhà. Hữu Quốc, Quế Trân, Quỳnh Hương và Dũng Nhí nối tiếp chương trình bằng vở cải lương bài mang tên Duyên Nợ Ba Sinh. Một anh đồ đệ trong nhóm trình diễn ngoài đường nhằm bán thuốc gia truyền kiếm sống. Anh tuy hiền lành nhát gan nhưng có tấm lòng thương người. Trong một lần anh cứu giúp hai mẹ con đang gặp nạn thì bị ăn cướp giết chết. Hai mẹ con khóc thương, người con nói kiếp này con xin ở bên mẹ, kiếp sau con sẽ làm vợ anh. Người con gái này do nghệ sĩ ưu tú Quế Trân thủ vai. 100 năm sau, anh chàng bị giết năm xưa, làm nghề hát rong bán kẹo kéo, gặp lại người giết anh năm xưa và bị ức hiếp lần nữa. Cô gái năm xưa cũng chính là nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, thấy cảnh bất bình nên ra tay bảo vệ anh chàng bán kẹo kéo nhút nhát. Sau đó hai người kết bạn, anh chàng cùng cô gái đều cảm thấy rất quen thuộc với nhau. Cái kết có hậu hơn khi cả hai cùng nói lời yêu thương, anh sẽ chăm lo nấu ăn giặt giũ, còn em sẽ bảo vệ anh. Nam Thư, Trường Giang, Trương Thế Vinh và Thanh Duy mang đến tiểu phẩm hài Tình Bạn Trong Sáng. Trương Thế Vinh và Thanh Duy là hai em bé đang cùng nhau chơi trò siêu nhân. Trường Giang là em bé con nhà giàu ra sinh Trương Thế Vinh. Thanh Duy chơi chung, Trường Giang lúc đầu bị Trương Thế Vinh dụ dỗ để anh làm theo lời mình. Thế Vinh nói Trường Giang nhào lộn và ăn gian trong các trò chơi của ba người. Nam Thư là mẹ của Trường Giang, không muốn con mình ra bên ngoài chơi nên đến gọi con về. Trường Giang lén mẹ ở lại làm xiếc cho hai bạn xem. Cu Tí trèo lên thành giếng để hai chân trên trời nên bị rớt xuống giếng. Hai người bạn là Trương Thế Vinh và Thanh Duy lại cố. Vừa lúc đó Nam Thư đến và hiểu nhầm hai thằng bé này đang hiếp đáp con trai mình. Cô vừa đánh vừa mắng, tụi bay ở xóm lao động, xóm nhà nghèo, lôi kéo con tao phải không? Sau đó quay sang Trường Giang trách móc. Mẹ đã nói rồi nha Tí, mẹ cấm con chơi với những thằng bần như vậy mà. Nhã Phương phản ứng sốc vì bị Trường Giang gọi là ô xin. Trường Giang và Nhã Phương đang có chuyến công tác dài ngày bên Mỹ. Mới đây, ông xã của ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng tải những hình ảnh tình tứ của Trường Giang và Nhã Phương trên trang cá nhân. Cặp đôi diện trang phục đôi đầy ngọt ngào khi dạo phố tại Mỹ. Ngay khi đăng tải, người hâm mộ nhanh chóng thích thú trước những biểu cảm đáng yêu của cặp đôi. Được biết, Trường Giang và Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại xứ sở Cờ Hoa để phục vụ kiều bào nơi đây. Bộ đôi nghệ sĩ trở về Việt Nam trong vài ngày tới. Trường Giang, Nhã Phương cùng diện trang phục đôi vui vẻ đi dạo phố ở Mỹ. Không chỉ vậy, cả hai còn liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật khiến nhiều người phát hờn. Không ít người hâm mộ mười khó đã bày tỏ sự sốt ruột khi mong chờ anh sớm về chung nhà với bạn gái. Bên cạnh việc chia sẻ một số hình ảnh mới nhất của Trường Giang, Nhã Phương, ông xã Hồng Ngọc còn đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nam diễn viên hài vào bếp nấu ăn cho bạn gái. Và Nhã Phương vinh dự trở thành ô xin phụ giúp bạn trai. Trong đoạn clip, Trường Giang không chỉ khéo léo thể hiện tài nấu nướng, anh còn hài hước gọi yêu bạn gái là ô xin khi cô phụ anh lặt rau chuẩn bị cho bữa ăn. Đáp lời bạn trai, Nhã Phương chỉ vui vẻ mỉm cười và tiếp tục công việc phụ bếp cho Trường Giang. Được biết, trong những ngày lưu diễn cùng Trường Giang, Nhã Phương luôn đồng hành cùng bạn trai trên nhiều mặt trận, từ lời thương cho đến sân khấu. Ngọc Trinh
liệu có nổi điên khi thấy loạt ảnh mới nhất chụp bên toàn chân dài của Hoàng Kiều. Vẫn có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ vây quanh bạn trai cũ của nữ hoàng nội y. Tâm sự trong lá thư cuối cùng gửi tới khán giả hồi mới kết thúc mối tình ồn ào với Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều cho hay ông sẽ đóng cửa trang fanpage Kiều Hoàng vĩnh viễn vào ngày 28 tháng 2, 2017. Tuy nhiên mới đây, doanh nhân tai tiếng vẫn đăng tải một số status khuyến cáo khán giả về những trang mạng xã hội giả mạo ông. Chưa hết, Hoàng Kiều cũng cập nhật loạt ảnh đứng sánh đôi cùng loạt cô gái xinh đẹp, gợi cảm trong một bữa tiệc. Lần này, bạn trai cũ của Ngọc Trinh không diện đồ hoa hòe hoa sói, mà thay vào đó là một bộ đồ khá nhã nhặn lịch sự, phù hợp với lứa tuổi. Dễ dàng nhận thấy Hoàng Kiều vẫn có vô số fan nữ tại nước ngoài. Hoàng Kiều đăng tải trên trang fanpage hàng chục bức ảnh sánh đôi bên các cô gái xinh đẹp. Liệu Ngọc Trinh có nổi máu ghen sau khi xem xong những khoảnh khắc tình tứ này của bạn trai cũ hay không? Sắp đóng cửa trang fanpage, Hoàng Kiều cảnh báo cho dân mạng về những trang giả mạo ông. Về phía Ngọc Trinh, dù không muốn nhưng nữ hoàng nội y vẫn phải quay trở lại với cuộc sống độc thân vui vẻ. Chân dài Venus thừa nhận kể từ sau Tết, hồi cô mới chia tay Hoàng Kiều, cơ thể cô trở nên ì ạch, làm gì cũng tàn tàn, không có hứng thú làm việc gì cả. Cứ như đến thời kỳ ngủ đông vậy, bình thường dậy sớm lắm, dạo này toàn 8 giờ 9 giờ mới dậy. Kế hoạch sắp tới của người đẹp là đi du lịch Pháp, Đức, Thụy Sĩ cho khuây khỏa đầu óc, sảng khoái tinh thần rồi mới quay trở về với công việc. Ngọc Trinh hết sức sống sau dịp Tết và cú sốc tình cảm. Đôi khi cô vẫn đăng tải những status tâm trạng. Tình yêu với Hoàng Kiều đã hết, nhưng tình yêu với hàng hiệu thì không bao giờ hết đối với Ngọc Trinh.